chà, cái món rau luộc này nè. Đó, rau nước dừa nè. Anh thử cái rau nó xanh nó ngon. Được. Con tâm huyết lắm luôn á má. Vậy đó hả? Ừ, thấy đồ ăn cũng hấp dẫn đó. Nè, nè, cái này nè, trưng bày nó cũng có qua có văn rồi đúng không? Đó. Con là nhà thiết kế thời trang cho nên là tất cả các món ăn đều phải thiết kế một cách bắt mắt thì cái bữa ăn nó mới ngon. Đúng rồi, thôi giờ là bới cơm ăn cơm đi con. Bới cơm. Bưng nồi cơm điện ra. Con thấy không có cơm. Thì vô chắc để sau bếp đó gì? Dạ. Chết rồi. Gì nữa? Con lo tập trung nấu đồ ăn, con không có nấu cơm. Trời ơi, bắt nồi cơm có nửa tiếng đồng hồ hả? Mà coi bộ mọi người rệu rã hết rồi. Thật sự tới bụng chắc được ăn nhiều quá ha. Lần sau làm cái gì phải bắt nồi cơm trước. Dạ, nghe chưa? Rồi mới nấu đồ ăn. Chỉ lo nấu đồ ăn rồi không có cơm cũng như không à. Dạ. Hay là đây là phương pháp giảm cân? Con khỏi rồi má ơi, con xin lỗi má. Rồi con mời cả nhà. Con mời cả nhà. Rồi. Nôn quá hả? Cho má miếng đó rồi. Mọi người ăn rồi cho con ý kiến nha. Ba. Chị mẹ chồng. Cái này thịt gì vậy? Dạ thịt bò đó má. Trời ơi. Thịt bò hay cao su vậy? Vậy thùng hả? Dài quá vậy mà nội. Thì ăn trứng đi, ăn trứng mà bảo đảm mềm à. Trứng không thể nào mà dài được. Dài quá. Dạ, dạ, ăn thử trứng đi má. Vẫn cứng luôn hả? Trời đất ơi, trứng người ta luộc ta mễ, người ta trứng ta kho nó mềm đó mà giống như là trứng này chơi bên đũa được á. Nè. Trời cứng quá nội ơi. Thôi vậy mình chuyển qua mình ăn rau đi má. Ăn rau chắc nó thôi. Ờ đúng rồi, ăn rau không đi. Rau mà càng luộc lâu thì nó mềm thôi. Ok, ăn rau đi, dạ. Lâu lâu mình ăn chay một bữa cũng được. Nội thấy là nội không muốn ăn gì hết. Thôi bây giờ nội gói ký vậy nè. Bây giờ ai ăn với tôi ăn vô rồi. Nội thấy là tụi con cũng bận rộn quá rồi. Không nào rảnh rỗi hết. Thôi bây giờ nội có ý kiến vậy là ban ngày nội nấu đồ ăn cho. Đó rồi tụi con về ăn cơm rồi từ từ. Rồi học cách thức của nội nấu sao sao đó hiểu không? Dạ. Cái gì cũng vậy phải từ từ chứ không gấp gáp được. Nội tính vậy đó nghe không? Chứ bữa nay nội ăn vô rồi. Từ từ chứ, nhưng mà cũng phải học, cũng phải tập, cũng phải tự làm chứ, không lẽ giờ làm không được má lại làm tiếp. Chứ má thấy từ hồi mà nó nấu vậy mà không có ngày nào má ăn được rồi. Sao em hay quá vậy bé? Thiệt tình là chị mua ở ngoài về á, biết sao không, tại chị không biết nấu ăn. Mà giao cho chị cái trọng trách này á, chị căng thẳng lắm, chị sợ lắm, chị sợ chị bị chê rồi chị không có được làm dâu. Nên là chị đối đế lắm á, chị mới phải kêu ở ngoài vô. Nhưng mà em đừng có nói nha. Nha. Không, tất nhiên là em không nói rồi. Thì lâu lâu em cũng phải cho chị lên mặt một chút xíu chứ. Với lại mấy món ăn này á, theo em nghĩ á, thì đối với nội nha, theo em đoán đối với nội là sẽ hơi lạ miệng một chút xíu đó. Nhưng mà đối với ba của em á, thì chắc là được. Nên là chị yên tâm đi. Có gì một chút nữa em sẽ binh chị em nói cho. Cảm ơn em. Nhưng mà không nhận. Nè à, nội. Dạ, hai dì cháu gì tâm đầu ý hợp quá ha. Nói chuyện gì vui vẻ quá vậy nè. Dạ. Qua. Nội cái gì vậy nội? Trời đất ơi. Sao vậy nội? Nội ơi, có gì từ từ nói gì mà nội bất xúc như vậy? Dạ. Trời ơi, làm đồ ăn chứ phải nhà hàng sao mà đẹp dữ vậy con? Hả? Là nội khen hả nội? Rồi nội khen. Trời ơi, bữa nay nghe đãi bên xui gia là tôi được nở mày nở mặt với con dâu tương lai tôi đó nghe. Trời dạ. Ơi, chào cả nhà. Ủa dạ. Ở xa xa con nghe có cái hương tình cảm gì ở đây bác. Trời ơi, tôi tính kêu con bé nè đi qua bên nhà bà Tám mời cậu về ăn cơm. Dạ. Wow. Gì vậy bà? Sao vậy? Trời ơi, ở nhà mà làm như ở nhà hàng vậy trời. Trời ơi, thiệt luôn đó ba, cái bà nội mà khen mà con tưởng giống như là sắp chửi thế thôi. Không phải thiệt này, con có trời ơi, y chang nhà hàng à. Trời ơi, tại vì nó là nhà thiết kế thời trang. Nó làm cái gì nó cũng phải nó qua què chút xíu gì đó. Đẹp mắt hơn con làm. Thôi bây giờ còn chờ gì nữa. Mời mọi người ăn cơm. Dạ, dạ, mời. Dạ, dạ, con mời. Thôi, để nội. Dạ, để con gắt cho ba nha. Dạ, cảm ơn con. Gắt cho bà nội nha. Rồi, cảm ơn con. Gắp cho ba con đi. Dạ, có một con gắp. Thêm nè ba, ăn nhiều lắm ba.
Trời ơi, à. Hà ơi Hà. Dạ. Con nấu cái gì mà ăn vô sao mà bây giờ bác đi toilet vậy Hà? À, tôi cũng thấy râm râm rồi đó. À, dạ nội chắc tại nội với ba không có hợp, cơ địa không có hợp với lại cái món đồ ăn này đó. À, chứ dạ. Không có gì đâu. Cơ địa lý ra ăn mình bác thôi chứ sao, thì ba cũng vậy mà cơ địa gì hôm nay. Sao thấy con cũng ôm bụng kìa. Tất nhiên trong nhà dạ. Mình ai cũng bị dạ hết. Đúng rồi, con cũng hơi riêng riêng nhưng mà do cái không khí ngày hôm nay, cái không khí ở trong gia đình nó làm cho mình ăn không có được vui. Trời ơi con nghĩ sao ô nhiễm hay sao đó nội, hôm nay có ba con chứ quê lên nhà vui không chết, làm tiệc đãi ba con ăn uống vui vẻ chứ mình sao mà con không vui là sao. Dạ chắc là cái nước rửa chén nó bị cái gì đó. Ôi thôi nói chung là mày đang kiếm kế đúng không, ba sinh ra con mà ba biết hết mày nè, mày có cái gì mà dối trong mày nè, nhìn mắt mày là ba biết rồi. Không có, con không có. Thôi đi. Hả? Tôi xin mọi người đừng nói nữa. Là sao? Thôi được rồi. Ngay lúc này đây, tôi xin nói ra một sự thật. Không, vì cái gia đình này tôi phải nói. Ừ thôi vậy nói đi. Nè. Nói cái gì? Có cái sự gì mà giấu nội? À. Dạ, không gì nói đại đi. Dạ, là thiệt sự ra là đồ ăn không phải là do con nấu à. Mà là do con order ở ngoài mang vô. À, là mua ở ngoài mang gì á? Dạ, tại vì á, dạ thưa bác, con không có phải là người giỏi nấu ăn, con chỉ giỏi theo thùa may giá thôi. Cho nên là bác giao cho con cái trọng trách này á, con nói thì con rất là lo lắng. Con không biết làm sao để con từ chối hết. Mà con, nếu mà con vô bếp thì con sợ con nấu không ra cái gì hết rồi cái bác giận con rồi bác không cho con lấy anh Hoàng. Cho nên là con phải nghĩ ra cái chuyện là con mua ở ngoài đem về mà con không ngờ ra cớ sự này. Trời đất ơi, khổ ghê đó, con thấy không? Con gái mà không biết nấu ăn là một cái sự thất bại đó, thấy chưa? Điển hình trước mắt đây nè. Dạ. Vậy mà hồi nãy con tính biểu con bé là học tập cổ, thấy cô làm ăn nấu ngon mà trang trí đẹp quá. Dạ, con xin lỗi anh xui. Cũng sĩ diện. Cô Hà đó, thật ra thì cũng chưa đến nỗi nào, đâu có đau gì riêng chút xíu thôi. Ôi ba ơi. Thử rồi nữa. Ba, sao vậy? Ba ơi. Trời ơi, thấy chưa? Đó, Minh cho giữ đi. Ơ nội, lên lầu hả bác? Phải giờ phải vô phòng chứ giờ sao có một cái này cái này là sao? Nói đó. Ôi dạ. Nói không nói. Để tôi đi, để tôi đi, đừng có ai nói gì hết. Thôi gì đừng có buồn. Em nghĩ là bà nội không có giận. Đau bụng rồi, đau bụng rất là chết rồi. Bây giờ nhà có hai cái toilet thôi là tụi mình đi đây. Đi qua nhà bà Tám. Ai ở nhà không? Ủa ai? Ủa? Chào cả nhà. Ủa Vũ. Chào cả nhà. Con xin giới thiệu với gia đình, đây là Vũ của con. Bà Vũ ngồi, Vũ ngồi đây, Vũ ngồi đây. Dạ, cảm ơn cả nhà. Sao Vũ qua đây vậy? Thì Vũ không có yên tâm. Chuyện mẹ trong nàng dâu, có ai yêu nhau, thế cứ luôn đau đớn.